Thưa quý vị, Tết Nguyên đán là ngày lễ quan trọng nhất của đất nước chúng ta và có rất nhiều phong tục truyền thống tốt đẹp đã được nhân dân thể hiện trong dịp Tết về để mong ước một năm mới an lành, hạnh phúc và thịnh vượng. Trong ngày đầu xuân mới, chúng tôi đã có cuộc trò chuyện cùng nhà nghiên cứu văn hóa Trần Đại Vinh về chủ đề Tết cổ truyền trong đời sống văn hóa của dân tộc. Hy vọng với những thông tin từ cuộc trao đổi sẽ mang đến cho quý vị cái nhìn đầy đủ hơn về những giá trị nhân văn cao đẹp của Tết Nguyên đán. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi. Thưa ông, nếu mà để nói về những cái phong tục cổ truyền ăn Tết của người Việt thì có rất là nhiều điều thú vị để nói. Nhưng mà có những cái phong tục tục lệ khá là độc đáo, giống như là sống đất đầu năm hay là mua lộc đầu năm, hay là thú vị hơn như là kiêng quét nhà trong 3 ngày Tết. Vậy thì ông có thể chia sẻ những cái xuất xứ của những cái phong tục tục lệ này được không ạ? Trong cái tập tục của người Việt về cái ngày Tết thì chúng ta có rất nhiều cái tập tục thú vị. Như chị mới nói đấy, cái sống đất đầu năm, hoặc là cái kiêng quét nhà, hoặc là đi mua lộc đầu năm, thì tất cả cái đó là nó xuất phát từ trong cái nếp sống nông nghiệp của người xưa. Bao giờ người ta cũng mong những cái điều tốt đẹp đến với mình trong cái buổi đầu năm. Vì thế thông thường người ta chọn những cái người nó hợp với cung mạng của mình. Người sống đất nó hợp với cung mạng của gia chủ, thì người xưa họ tin rằng là giúp cho gia chủ có điều kiện phát triển hanh thông trong một năm. Cái tập tục về kiêng quét nhà nó xuất phát từ trong một cái câu chuyện dân gian. Trong cái ngày Tết cô ở để cô làm cái gì đó nó không vừa ý thì bị ông chủ la mắng đánh đập, và thế là người tớ gái đấy đã chạy vào trong góc nhà và thế là biến mất. Và như vậy là người ta nghĩ rằng rác sẽ là nơi mà ẩn tàng của cái cô này. Và cô đã đem cái bổng lộc cho gia đình rồi, bây giờ mà hốt rác đi ở cái góc nhà đấy thì có nghĩa là cũng mất luôn cái lộc mới đầu năm. Và tất nhiên kèm theo đó là có những cái tập tục mà nó lần hồi, nó người ta đã lãng quên. Ví dụ như là cái tục lên nêu vào chiều 30 Tết, nó xuất phát từ một cái Phật thoại là nhờ cái nêu đó mà nó làm cho loài quỷ dữ nó tránh xa ngoài biển Đông, và nó làm cho những người dân gian được yên ổn trong mấy ngày Tết. Vâng, như ông đã chia sẻ thì những cái phong tục tập tục này nó là những thứ không thể thiếu trong những ngày Tết của người Việt. Vậy thì những cái phong tục tập tục này có thay đổi gì từ xưa đến nay, hoặc là có những cái nét khác biệt giữa các cái miền, vùng miền trong cả nước không thưa ông? Về thời gian tất yếu, ngày hôm nay cuộc sống đại nó làm cho chúng ta là chỉ nên là bảo tồn những cái gì tinh túy và tốt đẹp nhất. Còn ở vùng miền, ta sẽ thấy là đất Bắc là đất nguồn cội, ngày xưa nó đầy đủ mọi cái phong tục tập tục ở cái làng quê đất Bắc, rồi đi dần vào miền Trung thì nó sẽ rơi dần dần vào miền Nam. Trong cái không gian đồng ruộng phì nhiêu, cuộc sống dễ dàng thì người miền Nam lại tái lập. Tuy nhiên những cái gì là giá trị, là tinh túy thì vẫn được bảo tồn một cách nguyên vẹn trên cả ba vùng. Ví dụ trong ngày Tết thì chúng ta có cái ý thức hoài niệm về tổ tiên ông bà, cho nên người ta đặt cái chăm lo cái bàn thờ ngày Tết, làm những cái mâm cỗ cũng trong mấy ngày Tết. Cái tập tục tốt đẹp này nó duy trì một cái mạch nguồn của văn hóa và làm cho con người nhận thức được nguồn cội, biết yêu gia đình, yêu làng quê và yêu cái dòng họ tổ tiên của mình. Yêu như vậy để làm cái gì xứng đáng hơn, để đóng góp, để làm tốt đẹp hơn những cái mãi gia đình, những cái làng quê cũng như là cái đất nước của chính mình. Thưa ông, có nhiều người vẫn chia sẻ rằng là cái cảm giác đón Tết ngày nay nó không còn được như Tết ngày xưa nữa. Vậy thì ông có cảm thấy như vậy không ạ? Và với cương vị là một nhà nghiên cứu văn hóa, một người rất là yêu mến văn hóa dân gian Việt, thì ông mong muốn điều gì và ông nghĩ rằng cái điều gì là quan trọng nhất để mà giữ gìn những cái nét văn hóa của ngày Tết cổ truyền? Khi mà hoài niệm là những cái ngày thơ ấu thì ta sẽ thấy những cái Tết của thời quá khứ vãng nó đẹp hơn, nó linh động, nó huyền ảo hơn, và những cái phong tục còn được bảo tồn nhiều. Còn bây giờ trong cái nhịp sống mới này, trong cái xã hội hiện đại thì đương nhiên là có thay đổi. Tuy nhiên cuộc sống bao giờ cũng là đi lên theo hướng phát triển, thì cái phong tục ngày Tết đi nữa thì nó cũng phải được tích hợp trong cái thời kỳ hiện đại, trong cái giai đoạn hiện nay. Ta cũng lưu ý rằng cái dịp Tết là một cái dịp giao thoa giữa vũ trụ vạn vật và con người. Những phút giây giao thừa linh thiêng ấy nó làm cho con lòng con người nó lặng lại, người ta sẽ có những cái suy tư, nhìn lại cái cuộc sống đã qua và có thể định hướng cho tương lai. Và chính những cái suy tư đấy
trong cái không khí thiêng liêng của trời đất buổi đầu năm ấy, nó giúp lòng cho con người ta thanh lọc những cái điều gì nó không tốt đẹp để rồi nó hướng thiện và làm cho con người ta trong sáng hơn. Và đó là những cái giá trị mà được di lưu qua hàng thế kỷ và ngày nay chúng ta bảo tồn. Bảo tồn là cái tinh túy của phong tục như vậy. Thì đó là cái ý nghĩa của cái Tết của con người Việt Nam từ xưa cho đến hôm nay. Vâng, một lần nữa xin cảm ơn ông về những chia sẻ hôm nay, và cũng nhân những ngày đầu xuân này xin chúc ông, gia đình cùng tất cả quý vị khán giả có những ngày đón xuân thật an lành và ấm áp bên gia đình.